Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 1177 Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần báo cáo thì chúng tôi đang tường trình lại tin tức đó là phía um, State Trooper của Indiana đó họ thừa nhận là cái việc mà họ uh, bắt hai cha con của Coburger ngừng lại trên Interstate 70 vào ngày 15 tháng 12 đến hai lần đó là bởi vì họ nhận được yêu cầu từ phía cơ quan FBI uh, muốn khi mà họ nói chuyện với cái người lái xe chiếc Hyundai Elantra màu trắng đó là phải thu được cái hình ảnh rõ nét cái mặt của cái người lái xe và hai cái bàn tay của người này thì như quý vị cũng biết FBI họ thừa nhận là um, bởi vì khi mà uh, giải phẫu thi thể của tất cả nạn nhân đó là có những cái vết đâm chém thì FBI họ nghĩ là phía cái cái tên giết người đó cũng bị thương trở lại khi mà các nạn nhân họ dằn co cho nên là phía FBI muốn xem nhưng mà như cái hình này chúng ta thấy thì có vẻ như cái tay của Cole Burger lại không thấy có vết thương gì cả à, và à, đặc biệt phía um, bây giờ đó um hồ sơ từ tòa án ở tại Idaho à, vẫn còn siêu nhưng mà phía báo chí họ à, lấy được đó là cảnh sát bây giờ đó họ muốn họ đã có được ba cái search warrants là sẽ thứ nhất đến nhà của cha mẹ Coburger để mà lục soát có thể là họ nghĩ là y đã đem những cái chứng cứ quan trọng trong cái đêm giết người về đó họ sẽ lấy đi thứ hai họ sẽ lục soát cái chiếc xe Hyundai Elantra của Coburger và thứ ba nữa là yêu cầu Coburger phải cung cấp DNA để đối chiếu với cái DNA mà họ lấy được từ hiện trường của án mạng. Nhưng mà đến bây giờ tất cả à, cơ quan FBI cũng như là hồ sơ từ tòa án vẫn chưa có công khai cho báo chí những cái mà à, à, mấu chốt quan trọng, đó là thứ nhất à cái nguyên nhân mà tại sao y giết bốn nạn nhân, thứ hai nữa là y có mối quan hệ gì với các nạn nhân hay không, có quen biết riêng hay là như thế nào và thứ ba nữa là cái manh mối nào để mà dẫn cảnh sát đến uh, Kobber. Ngày hôm qua trên một trang mạng và đây là một tờ báo rất uy tín về xe hơi. Tất cả những kiểu xe mới trong tương lai như thế nào là đây là Autoblog com Autoblog.com. Họ có những chuyên gia về xe và đặc biệt hiện nay đa phần những cái tạp chí về xe hơi đó họ tập trung vào xe điện gọi là EV, Electrical Vehicle. À, thưa quý vị, à, đây là tựa đề của Autoblog liên quan đến chiếc VinFast và một lần nữa họ chê bai chiếc xe này khá nặng nề. Đây là tựa đề họ nói chiếc xe VinFast kiểu VF8 EV đầu tiên đã đến bờ biển của Hoa Kỳ. Thế nhưng rất là xấu hổ, shame về cái số mile, cái đường đi di chuyển của mỗi bình điện. Họ gọi là range thưa quý vị. Bây giờ đó họ nói thẳng luôn SUV của VinFast bây giờ bị cái cơ quan gọi là kiểm soát về môi sinh đó, EPA đó, à, kiểm soát về khí thải của Hoa Kỳ, à, xác nhận chỉ có đạt được 179 dặm mỗi lần chạc điện mà thôi. Mỗi lần nạp điện mà chiếc xe này 179 thì rất nhiều người họ nói ô tôi phải chạc nhiều hơn và chiếc xe, cái vấn đề chính ở đây đó, chiếc xe hiện nay xe điện nào mà đạt được cái range càng nhiều bao nhiêu càng cao bao nhiêu thì càng được uy tín bấy nhiêu. Mình mình chưa nói tới vấn đề độ bền hay là kiểu xe đã. Đầu tiên họ xem coi khi quý vị hỏi tới đó, nếu mà chúng ta quan tâm, chẳng hạn như trước đây chưa có xe điện thì chúng ta xem qua chiếc xe đó, Toyota hay giới thiệu đó mỗi một ga lông có thể chạy được nếu mà chạy hybrid có thể lên đến 40 dặm, 50 dặm. Hoặc là xe mà vẫn có thể xe chạy sport thể thao mà vẫn có thể đạt được 23 dặm một gallon thì đó là những điểm mà người consumer, những người tiêu thụ họ muốn nhìn thấy. Thì bây giờ những người tiêu thụ này họ cũng muốn xem có chiếc xe này mỗi lần chạc điện bởi vì không ai thích chạc nhiều lần hết. Rồi cái đoạn đường dài nữa, à, 179 dặm nói là được xác định là như thế nhưng mà trên thực tế nó còn tùy thuộc nữa chiếc xe mà leo dốc thì không thể nào đạt được 179 cả rồi cứ đạp mà chạy hết tốc độ hoặc là cái là thắng rồi đạp thắng rồi đạp liên tục vân vân thì cũng không đạp được 179 chưa hết thưa quý vị autoblock là chê bai vì lý do đó họ nói cái giá xe nếu mà so sánh với những chiếc xe được bán ở thị trường Hoa Kỳ này thì quá là tệ. Họ nói rằng ba kiểu xe hiện nay đó của VinFast và đây là những gì mà những người được quảng cáo trước đây đều được biết là cái kiểu xe chẳng hạn như là CD Edition Eco hoặc là Eco 56.700 đô la một chiếc. Một điều nữa thưa quý vị. Nếu mà những người mà được đi lựa chọn đó, họ hỏi chứ uh, 56.700 có được rebate từ chương trình xe điện của chính phủ hay không? thì câu trả lời là không. xe Vinfast không được. nhiều chiếc xe khác nếu mà không sản xuất ở tại Mỹ này, không theo các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ thì không được 7.500 Mỹ kim. Uh, chiếc xe thứ nhì là 60.000 Mỹ kim, mắc nhất là 63.700 trong khi đó họ so sánh với một chiếc xe Ford Mustang Mach-E của hãng Ford xe rất là đẹp và hiện nay là, là một trong những chiếc xe được uh, nhất là người Mỹ người Mỹ trắng thì mê lắm thực sự thì quý vị đi trên đường phố cũng hiếm gặp chiếc xe này bởi vì đơn đặt hàng quá nhiều luôn làm tại Mỹ giá chỉ có 58.975 đạt được 224 dặm. Và chúng ta biết chiếc xe Mustang đó là một chiếc xe thể thao chạy rất là tuyệt vời. Premium, all-wheel drive luôn. <laughs> Nói chung là chưa kể đó là còn được 7.500 Mỹ Kim nữa giảm giá nữa. Thì đây là những cái điểm mà phía uh, những người bình luận và những chuyên gia về xe cổ họ chê và họ nói rằng chắc phải mất một thời gian dài lắm để có thể vực dậy niềm tin của người tiêu thụ Mỹ nếu như VinFast muốn bán xe ở Mỹ thành công. Và thưa quý vị, cái cái vấn đề mà cái anh cầu thủ football The um, Hamlin mà bị trụy tim khi mà đang thi đấu đó, bây giờ nó lại làm giấy lên một cái tin đồn liên quan đến cái việc mà tại vì anh này đã chích covid vaccine. À, như quý vị cũng biết là bây giờ đó đa số các chuyên gia về tim mạch đó sau khi mà cái chuyện này nó 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 bị lớn lên lớn quá rồi tại vì anh này mới có 24 tuổi quá trẻ, không có tiền sử bị bệnh gì cả mà mà bị trụy tim đến độ mà ngừng thở như vậy thì bây giờ nhiều người đó họ nói là họ nghĩ là anh đã bị một cái trường hợp rất là hiếm gọi là Commodio cordis là à, như hôm qua chúng tôi thưa quý vị đó là cái lúc mà tim nó đang co lại khi mà cái người một người đang thi đấu thể thao đó tim nó đập nó đang co thì ảnh bị thắt một cái nó ép vào cái tim khi nó đang co cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cái tim ngừng đập ngay cái chỗ đó à, bây giờ thì các bác sĩ bởi vì cũng không ai à, chứng thực được 100% cả thì họ nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà có một ông à, bác sĩ chuyên về tim, à, đây là ông à, Peter McColl, thưa quý vị, một à, khách mời xuất hiện rất thường xuyên trên đài Fox News. À, cần phải nói thêm là ông này đã từ những ngày đầu là người à, lúc nào cũng tỏ ý nghi ngờ cái Covid vaccine cả. Thì à, ông nói là theo như ông thấy đó thì Hamlin bị trụy tim là bởi vì anh ta đã chích COVID vaccine. Mặc dù là đội Buffalo Bills họ không có cho biết là Hamlin có chích hay chưa. Nhưng mà cái tỷ lệ mà 95% tất cả các cầu thủ football đều đã được chích rồi. Bởi vì cũng nhớ một thời gian đầu đó là NFL bắt buộc các cầu thủ phải chích thì mới được thi đấu. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.